trại bắn tên ngắn. Trở lại bản tin, thành trì của đảng Cộng hòa tại tiểu bang West Virginia, Tây Virginia. Tiểu bang được tách ra từ tiểu bang Virginia là thành trì của đảng Cộng hòa. Và đương nhiên, thượng nghị sĩ của đảng Dân chủ là một Joe Manchin, một người có vẻ như là đạo đức giả nhất chưa từng có. Người đã từng ủng hộ cho Joe Biden 99.9% tất cả nghị trình, và người cuối cùng đem lại cái package 800 tỷ Mỹ Kim, cái gọi rằng là giảm lạm phát nhưng trên thực tế là subsidize cho một số công ty xanh sạch túi và mướn 78.000 nhân viên sợ thuế. Joe Manchin sẽ bị tranh cử trở lại vào 2024. Đó là bản tin tôi nghĩ đảng Cộng hòa cần phải hợp tác lại với nhau để có thể loại thải cái nhân vật Joe Manchin, để trả lại cái ghế thượng nghị sĩ tại tiểu bang West Virginia cho đảng Cộng hòa. Thống đốc bang của tiểu bang Virginia, đó là ông West Virginia, đó là ông Jim Justice đang tranh cử vào ghế thượng viện quan trọng của Joe Manchin. Thống đốc của đảng Cộng hòa Justice đã nộp hồ sơ chính thức để bắt đầu chiến dịch tranh cử cho 2024. Cái chiếc ghế trên thượng viện do thượng nghị sĩ đảng Dân chủ đương nhiệm Joe Manchin nắm giữ. Cái động thái được dự đoán từ lâu. Đương nhiên, họ biết được rằng là ông Justice có thể gây nguy hiểm cho cái nỗ lực của đảng Dân chủ nắm cái đa ghế số mỏng manh trên thượng viện. Ông Manchin là thành viên của đảng Dân chủ mà họ tự nhân danh là bảo thủ. Không có đảng Dân chủ nào bảo thủ cả. Đó rất là nhân danh. Mà trên thực tế thì chúng ta nhìn lại 3-4.000 tỷ Mỹ Kim thông qua chính quyền của Biden hầu như đều có lá phiếu của Joe Manchin. Trong khi đó, cái hồ sơ được nộp vào ngày hôm nay và chúng ta sẽ trở lại cho 2024. Hiện giờ, ông Joe Manchin vẫn đưa ra một cái quyết định tranh cử nhiệm kỳ thứ 3. Nhưng mà trên thực tế thì tôi không biết là mấy ngày hôm nay giống như là ông có vẻ như là ông tấn công rất là nhiều chính sách của ông Biden. Nào là tôi thề tôi sẽ không bao giờ cho ông Biden có một cái sự chiến thắng về môi trường rồi vân vân, nhiều thứ khác nhau. Nhưng mà chúng ta nhìn lại cái record của Joe Manchin, và không có lý do gì cái đảng Cộng hòa tại cái tiểu bang West Virginia là tiểu bang mà là thành trì cứng rắn của đảng Cộng hòa nữa chứ. 2/3 cái số phiếu trên thượng viện, hạ viện và thống đốc bang thuộc về đảng Cộng hòa, mà đã chứ cái nhân vật có con sâu trong sâu của đảng Dân chủ tại tiểu bang West Virginia. Thì tôi nghĩ rằng là đảng Cộng hòa cần phải tập trung cao độ để lấy lại cái ghế này cho 2024. Đó là bản tin ngắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong một chương trình tiếp theo. Chào tạm biệt.